Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Trọng Fantachi đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sang drop cái dự án là UX Ninh phối hợp với cái ví Binance Web3 nhé các bạn nhé. Thì sang drop tổng giá trị là 20 triệu cái token UXOI của UX Ninh nhé các bạn nhé. Thì trên cái Twitter chính thức của Binance Web3 này này thì họ cũng có đăng cái bài về liên quan đến cái dự án UX Ninh này và chia sẻ cái phần thưởng 20 triệu token UXOI nhé các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sàn iDrop của cái dự án này và cái ví Web3 của trên sàn Binance ấy, thì hiện tại cũng rất nhiều cái iDrop xịn nhé các bạn nhé. Ok, thì để các bạn sàn iDrop được thì đầu tiên bạn phải có cái tài khoản sàn Binance nhé các bạn nhé. Bạn đầu tiên bạn phải có cái tài khoản sàn Binance và đã được KYC nhé các bạn nhé. Ok, ok thì bạn sẽ vào chỗ phần ví ở đây nhé. Để tham gia bạn vào phần ví ở đây. Đấy. Ok, sau đó bạn sẽ vào cái phần web 3 ở đây nhá. Vào web 3 ở đây này. Đấy là vào cái ví web 3 nhá. Rồi, ngay tại banner ở đây thì nó có cái về độc quyền trên ví web 3 Binance này này. UXOI 20 triệu đây này, phần thưởng đây này. Ok, thì bạn vào cái banner đây và ấn vào tham gia ngay. Bạn ấn vào tham gia ngay đây. Đấy. Đây thì nó có chỗ kết nối ví đây nhá. Ok, nhưng mà đầu tiên thì các bạn sẽ cần nạp một ít ETH vào cái ví web3 này thì bạn vào chỗ nhận ở đây này. Vào chỗ nhận ở đây thì bạn sẽ nạp từ cái sàn Binance vào cái ví web3 của họ nhá. Ok, thì mình sẽ ấn chuyển như này. Thì bạn cần cái mua ít ETH ở trên sàn Binance. Sau đó bạn sẽ chọn cái đồng coin bạn chọn vào đây thì bạn sẽ chọn Ethereum này. Ok, sau đó bạn sẽ chọn mạng nhé. Bạn sẽ chọn mạng là Arbitrum On ở đây. Đây, phải nhớ chọn mạng Arbitrum nhé. Ok, xong bạn ấn chuyển này. Ok, xem mình sẽ chuyển vào đây một ít. Mình chuyển khoảng chuyển không. Mình chuyển khoảng 15 đô nhé. Vào đây. Ok, mình xác nhận này. Thì mà chuyển ít ETH vào đây để làm phí điểm danh hàng ngày thôi các bạn ạ. Ok, thì mình đã chuyển rồi nhá. Mình đã chuyển vào rồi thì mình đợi sẽ đợi một lúc thì nó sẽ vào đây nhá. Rồi sau đó mình sẽ vào chỗ cái banner này, vào cái nhiệm vụ của UX Ninh nhá. Mình kích vào đây tham gia ngay này. Đấy, sau đó bạn sẽ vào chỗ connect wallet ở đây này. Đấy thì bạn sẽ chọn Binance Web3 nhá. Đấy. Ok, xong bạn ấn ký này. Ok, thì bạn sẽ ấn xác thực đây nhé. Rồi, đấy. Thì ở đây nó có cái hai cái tag này, tag 1 và tag 2 này. Thì tag 1 thì bạn sẽ connect cái ví Binance Web3. Đấy. Tag 2 là cái điểm danh hàng ngày. Thì ở đây nó có cái check in hàng ngày này các bạn này. Đấy. Ok, thì mình sẽ làm từng tag 1 nhé các bạn nhé. Ok, thì mình sẽ làm từng tác 1, tác 1 này mình cần connect ở đây này. Ok, xong mình ấn ký nhá. Rồi, xong mình lại ấn xác thực này. Rồi, thì mình đã kết nối rồi thì nó sẽ được cộng 25 cái token UXOI. Đấy. Ok, xong tiếp theo là check-in hàng ngày thì mỗi ngày được 16 cái token UXOI nữa nhá. Rồi mình sẽ ấn vào check-in ở đây này. Đấy, check-in. Check-in xong mình ấn check-in Binance Web này. Hiện tại đang khá nát các bạn ạ. Ok, xong bạn ấn xác nhận nhá. Thì phải trả phí một ít ETH đây. Rất là ít thôi các bạn ạ. Đây. Phí là 0.000004 ETH nhé. Gần như miễn phí ấy. Xác nhận này.
Rồi, sau đó bạn sẽ chờ một tí đấy. Thì đã nhận được 16 UI nhé các bạn nhé. Đấy, thì mỗi ngày các bạn vào đây check in hàng ngày nhé. Chỉ cần một xíu xíu, xíu ETH trên mạng Avichum làm phí thôi. Rồi, đấy. Thì bây giờ hàng ngày chỉ bạn chỉ vào bạn check in hàng ngày, xong bạn sẽ ấn Claim này, kéo xuống ấn Claim cái UI bạn ấn Claim đây. Đấy, xong bạn đợi một tí bạn này xác nhận nhé. Đấy, bạn xác nhận Claim này. Tài năng hơi nát các bạn ạ. Ok, xong ấn xác nhận nhé. Rồi, thì bạn sẽ chờ một tí. Đấy. Ok, thì đấy là mình đã cờ nam thành công rồi đấy. Đấy. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn Sunairdrop thành công nhé. Thì các bạn chú ý là cái tài sản trên cái ví của bạn nên duy trì trên 10 đô nhé các bạn nhé. Nên duy trì trên 10 đô thì sẽ được cộng 25 cái UI này các bạn này. Đấy, cái tab 1 này này nhé. Còn nếu mà tài khoản của bạn nhỏ hơn 10 đô thì chỉ được nhận được 5 UI thôi. Đấy. Xong ở đây nó cũng có các này này. Check in hàng ngày này. Check ngày 10, đầu tiên là được 16, ngày thứ hai được 20, ngày thứ ba được 24 này. Đấy, check bạn check càng nhiều ngày thì cái số cấp cái UI nó càng ấy nhá. Cái chuỗi của bạn thì cái UI nó càng tăng lên nhá các bạn nhá. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn Sunairdrop cái dự án UX Ninh ở trên cái Binance Web3, cái ví của sàn Binance nhá. Ok, thì các bạn nào chưa có sàn Binance thì có thể đăng ký theo cái link mình để dưới phần mô tả video nhé. Các bạn thấy video này của mình hay vậy, hãy cho mình một like, một subscribe kênh YouTube của chúng mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.